Số này có các em bây giờ các em sẽ có
nhỏ bây giờ thì nó nói cho cái thời đại nha, cái hồi xưa nó tôn sư trọng đạo hồi xưa nó rất rõ ràng, còn bây giờ các em được một chút gì đó gọi là danh, ví dụ như là sao nó ngôi hay quả vàng, nó không muốn vàng thì nó không thích. Các em gặp những người lớn, những lớn tuổi, những nghệ sĩ không tên tuổi nhiều lắm, cái tên tuổi thì trong giới nghệ sĩ biết nhưng người ngoài ít biết, những người không nổi tiếng á, thì các em nhìn với cái ánh mắt nó hơi có cái vấn đề không nhạy cảm à, thì thôi mình chỉ đôi nắm đôi lời trên cộng đồng mạng, chúng ta sẽ có cảnh cáo và các em cố gắng biết tôn sư trọng đạo của mình được ai là nhờ ai, không phải vì gia đình cha mẹ mình không, mình còn học hỏi rất là nhiều thầy nhiều người nhân dân tinh thần, người cũng nhớ đến những cô chú đi trước, ví dụ ở thẳng là ví dụ như cô Xuân Thu này là cũng là người cũng có tên nhưng mà trong giới nghệ sĩ thì biết bên ngoài ở đây như là coi như là có người trước thì nó có người sau. Thời cái đó là cái đàn anh đã cứu từ trước, ta đã làm cho mình thấy rồi đó, thấy rồi bây giờ cái công nghệ nữa, các cháu chỉ cần gõ lên cái có đủ để học, đôi khi các cháu lại chủ quan tự chủ bản thân xem thường những nghệ sĩ lớn, nhưng mà hồi xưa ta học trường lớp ta cơ bản rất là gian khổ, các em bây giờ đi ngang về tắt thì nhiều đó, nghệ sĩ bây giờ đa số thì có một số em ngang về tắt thì trường lớp thì như vậy thì họ là họ học mà không có bài bản như vậy đó, rồi sao thì như là bài bản tới lương hay là bài bản nó có bị ảnh hưởng nhiều không, ví dụ không ví dụ thôi có chứ, năm đó nó có ngũ âm đó để làm cái gì, để mình lấy cái đó để mình hát, nhưng mà các em học nga đó, các em không biết hò sử sang cái gốc uống tiêu cộng xề sàng thì các em ca sai chữ là chắc chắn rồi, các em không học thì các em không thể nào mà về đúng cái chữ được, cho nên các em phải về lớn về sống cái chữ nhạc á, cho nên những cái chương trình thi á đôi khi cái đó cũng là cái môi trường để các em tự học hỏi để mà nâng cao lên, nhờ những nghệ sĩ lớn, những ban giám khảo tên tuổi mà biết là hay nghệ sĩ phải những nghệ sĩ lớn đã chấm thi rồi, người ta mới phân tích cho các em biết là các em ca như vậy là nó không đúng,